chơi bonsai thì nhiều bạn chắc là cũng không để ý cái vấn đề này, là cái vấn đề cách xếp lá của từng cây. Có mình thấy có hai loại chính các bạn nhé, thì là một cái loại lá nó xếp đối xứng và một loại là lá xếp so le. Như cái cây này là cây hồng mai này thì lá của nó là nó xếp đối xứng, để mình quay rõ cho bạn xem nhé. Các bạn có thể thấy này, hai cái lá nó sẽ nằm thành một đường thẳng này đấy. Và cách xếp lá nó như nào các bạn nhé, là thứ nhất này, hai cái lá này sẽ xếp một cái trên một cái dưới đối xứng này, và tiếp tục nó sẽ là một cái nằm ngang, hai cái nằm ngang này, và lại một cái trên cái dưới này, hai cái nằm ngang hai phía này đó. Thì cách xếp lá là như vậy. Đây là với cái kiểu này đối xứng. Với cái kiểu này thì mình thấy nó rất là dễ làm, rất là dễ làm cây, vì là lúc mình cắt như này nó sẽ ra hai cái mầm. Mà mình làm cây thì mình hai cái kiểu mình cắt giật rồi mình có hai cái mầm mình uốn hai phía. Đây các bạn nha, các bạn để thấy này, mình sẽ đây mình giúp em bên này này. Đó các bạn thấy không? Mình sẽ lấy hai cái mầm này nó đi về hai phía, nó rất là đẹp và nó rất là dễ làm. Rất là nhiều cây như này, ví dụ như cây mai chiếu thủy nó cũng như vậy. Đấy, thì những cái cây như này thì nó rất là dễ làm. Còn một loại nữa thì là nó là cái loại xếp so le. Thì cái loại này thì để mình quay cho bạn xem nhé. Đây mình ví dụ cái sung này. Cái sung này nó là cái kiểu lá nó xếp kiểu so le các bạn nhé. Đây các bạn nhìn từng cái lá nhỉ này. Đấy các bạn thấy không? Sẽ có là một cái ở bên phải này, xong tiếp tục nó là một cái ở phía trước mặt này, xong nó lại đối xứng lên, nó lại chéo chéo về phía đằng kia này, lại lệch lên một tí này, rồi nó lại lệch sang bên tay trái này. Đấy, nghĩa là nó sẽ xếp về bốn hướng, nó cứ thứ tự đều đều na ná như vậy. Đó thì cái việc lá nó xếp này thì ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta uốn cây? Đó thì nhiều khi các bạn nghĩ ừ thì xếp lá thì như nào cũng được, không, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn, vì là mỗi một cái nách lá này này nó sẽ ra một cái mầm. Đó thì nó sẽ ảnh hưởng về sau khi các bạn uốn cây thì đấy các bạn này, mỗi một cái nách lá này thì nó sẽ ra một cái mầm. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng ra được nhá. Đó là mầm ngủ. Mầm ngủ là như nào? Mầm ngủ là bình thường thì nó sẽ chưa ra ngay, nhưng mà nó sẽ có khả năng nó sẽ ra được một cái gọi là cái cành ở chỗ này. Đấy. Từ cái mầm này nó sẽ ra là cái cành. Nó cực kỳ quan trọng các bạn nhá. Đấy, với những cái cây kiểu như này này, những cái sung như này chẳng hạn nhé, các bạn khi các bạn uốn đúng không? Đấy thì nó sẽ ra những cái mầm như này để chúng ta có thể uốn cành cấp 2. Đấy các bạn thấy không? Những kiểu này thì nó sẽ khó hơn là cái kiểu lá kiểu đối xứng. Đây để mình nói rõ cho việc ảnh hưởng như nào. Đây, nếu mà ví dụ như là mình muốn đến đây nó có hai cái mầm nó đi về hai phía rồi mình cắt phần giữa đi này. Đấy, nhưng mà bây giờ nó chỉ có một cái nách mầm thôi, không thể làm như vậy được. Đấy. Thì bây giờ mà như cái nách mầm mà nó đối xứng nhau ấy thì là mình chỉ cần cắt xẹt cho nó đi là có hai cái mầm đi về hai phía, làm cây nó cực kỳ đẹp. Đấy, nhưng mà những cái loại kiểu nó so le như này thì nó không có. Thì lúc mình uốn các bạn nhá, mình phải căn nó trước. Đây các bạn thấy không? Mình lúc mình uốn là mình phải căn này. Cái điểm dương này, cái điểm này là mình sẽ cho nó ra ở phía này, nó có cái mầm này nó cho ra ở phía này. Đây coi như là cái này nó là một điểm nữa. Đấy, đến đoạn trên thì cũng vậy nhá. Đấy là mình căn điểm dương ra ngoài. Đấy. Thì là mình phải căn trước, nhìn cái nách lá mà mình căn mà uốn nó thành điểm dương. Rồi mình có thể lấy cái mầm đó để mình tiếp tục phân nhánh. Đấy thì là cách uốn của với cái kiểu mà nách lá mà nó kiểu đối xứng như vậy. Đấy là mình phải căn nó về cái điểm dương. Đấy. Có thể là nhiều bạn chơi nhiều bạn các bạn không để ý, mà các bạn là cứ cắt đi, các bạn cứ vô tình cắt đi như này nhá, nó chỉ ra điểm này thôi, nó không có ra được hai mầm như các bạn mong muốn đâu. Đây các bạn nhá, đấy làm thế nào mà để mình có thể được hai cái mầm đối xứng như này, thì là trước thì nó chỉ có một cái các bạn nhá. Đấy mình cứ nuôi nó to to ra, đấy nó chỉ được có một mầm đi thẳng lên này. Đầu tiên là sẽ làm một cái cành như này, mình cắt, mình thấy có cái nách mầm mình cắt đi thì nó sẽ ra một cái mầm như này thôi. Đấy mình cứ nuôi nó sẽ đi về thẳng như này. Đấy khi cây sung thì mình cắt sát đi thì ở bên dưới thì bao giờ nó cũng sẽ có rất là nách mầm, nó rất là sát nhau. Đó, nách mầm sát nhau như này thì là mình sẽ tiếp tục mình sẽ cắt nó đi lần nữa, thì dưới cái nách dưới đó nó sẽ
tách ra hai cái mầm nữa. Đấy, và mình nuôi nó lớn thì nó được như này. Đấy, bây giờ mình mà cắt nữa thì nó sẽ ra hai nhánh mầm như này này. Mà cắt như này nó sẽ ra hai nhánh mầm như này thì mình sẽ được một cái góc nó đẹp hơn này. Đấy, thì là cách mà mình có thể xử lý với những cái kiểu nách mầm mà nó so le như này. Nói chung mà uốn được một cái cành mà cái kiểu phân nhánh cái kiểu hình dạng như này thì với những cái nách mầm so le thì nó sẽ khó hơn. Mình phải căn trước các bạn nhé. Đấy, mình căn cái nách mầm mình cho nó thành điểm dương. Đây mình uốn như này này, mình biết là có một cái nách mầm như này thì là mình nuôi cái nách mầm này ra. Cái mầm này ra và mình cho nó thành hình nó dáng như này thì nhìn nó đẹp. Đấy thì với những cái cây mà nách mầm kiểu so le là mình phải làm như vậy. Còn về sau mình muốn nó dày thôi thì mình cứ cắt ngọn nó đi, cứ bấm ngọn nó đi, bấm gần gần cái điểm đó thì nó sẽ ra sát này, các bạn nhìn này. Đấy mình bấm đi thì nó sẽ ra, đấy mầm ra hai cái mầm đấy sát nhau luôn này. Đấy thì mình có thể lựa chọn. Đấy về sau mình cắt tỉa các thứ thì nó sẽ dày răm chi ra. Đấy muốn dày răm chi thì mình cứ cắt sát sát thôi. Đấy, nghĩa là cắt cứ cách tầm 1 cm thôi. Đấy thì về sau nó ra rất là nhiều răm chỗ này và mình cứ nuôi nó ra thôi. Về sau mình cắt tỉa tiếp mình lại cắt sát 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 như này thì nó sẽ được rất là nhiều cái nách mầm nó gần nhau. Đây các bạn nhìn này, cái ngọn này thực ra thì mình cũng chưa có, mình vẫn nuôi để cho nó kéo xẹp bên dưới này, mình cứ bấm bấm như này, nó ra mầm nó rất là sát nhau này. Cây này là kiểu nách mầm nó so le. Đấy thì là nó sẽ có rất là nhiều cái nách mầm này thì mình cứ cắt cắt sát sát nha. Đó. Thì về sau mình sẽ có rất là nhiều cái mầm để mình lựa chọn khi mình cắt giật. Còn với những cái cây mà nách mầm nó đã đối xứng thì nó lại rất là dễ. Còn những cái cây như này thì mình phải xử lý nó khó hơn. Đó. Nhìn chung là với những cây mà nó nách mầm mà nó kiểu đối xứng thì làm nó dễ mà nó đơn giản lắm. Còn những cái cây này thì mình phải xác định mình uốn từ đầu. Mà một cái vấn đề nữa các bạn nhé. Đấy, một cái vấn đề nữa là cái mầm ấy thường thường ấy nó sẽ ở phần sát cái thân này thì nó rất là dày. Đấy, xong nó cái khoảng cách này nó sẽ dài ra. Đấy, lúc đầu nó rất là dày như này. Nó san sát nhau như này luôn, cái nách mầm này, nách lá này. Đấy, sau nó sẽ dày, nó sẽ thưa dần ra này. Đó, thì bởi vậy tại sao là mình phải bấm sát như này thì mình mới được những cái nách mầm nó gần nhau. Còn mình bấm cao ra thì cứ một đoạn khoảng 2 đốt tay thì nó mới có một cái nách lá. Các bạn thấy cái xanh này, đây đến đoạn này này. Lẽ ra là nếu mà như nách mầm mà nó đối xứng thì là mình chỉ cần cắt ở đây nó sẽ ra hai cái mầm, một mầm đi lên, mầm đi xuống, đúng không? Nhưng mà nó là cây này, cái xanh này thì nó lại là nách mầm so le. Bởi vậy là mình đã căn trước này, đây là có một cái mầm này. Đấy, mình sẽ cho nó đi ngang về phía này và một cái mầm đi lên. Đấy, mình phải căn cho nó uốn trước như này này. Đấy, thì nó mới được như vậy. Mà nhưng mà nếu mà cái kiểu đối xứng thì nó nhìn nó đẹp hơn. Còn cái kiểu so le này thì thôi, không có thì mình phải khắc phục thôi. Đấy, chứ các bạn đừng có thấy mà nó to mà cắt giật, đến lúc cắt giật xong không ra mầm luôn nhá. Rất là khó. Đấy. Cây thì mình nuôi mình rất là hay bấm ngọn, nuôi được dài dài tầm nào là mình sẽ bấm ngọn đi. Đấy, mục đích bấm ngọn là như nào? Đây các bạn thấy không? Mình bấm ngọn này thì những cái chồi này nó sẽ, các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ lên mầm này. Nó sẽ lên mầm ở những cái này. Những cái này nó lên mầm những cái phần gần gần như này thì cái cành này nó sẽ nhanh to hơn là cái việc các bạn cứ nuôi thẳng tưng như này. Nuôi thẳng tưng như này thì nó sẽ dài. Nó tuy là nó hấp thụ nhiều ánh sáng nhưng mà cái số lượng lá các bạn nhé, cái số lượng lá nó ảnh hưởng rất là lớn. Các bạn nuôi như này thì những cái nách mầm này nó ra này, nó sẽ ra lá gần hơn và những cái phần này nó sẽ nuôi cái phần sát sát này này, nó sẽ nhanh to hơn so với cái việc là các bạn cứ nuôi thẳng. Các bạn cứ để ý mà xem cái cành nào mà dài thì không bao giờ nó to hoặc là rất là lâu to. Còn những cái cành nào mà ngắn mà nó nhiều cành nhỏ nuôi phụ thì những cái cành đó nó sẽ rất là bự, mà nhất là những phải gần cái phần thân ấy thì nó rất là nhanh to. Đấy, đó là cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Như vậy thì mình sẽ nuôi được cái thân nó nhanh to. Các bạn để ý cứ bấm ngọn nó đi, thấy dài dài tầm nào mình bấm bớt ngọn đi thì nó sẽ nhanh to hơn là so với cái việc các bạn cứ nuôi cho nó cao vút lên. Đó, thì mình cứ bấm ngọn như này, về sau ấy, về sau những cành này nó to hơn rồi ấy thì mình có thể cắt sát lại cũng được, cắt sát lại chỗ này này thì mình chỉ cần nuôi, mình chỉ nuôi cái co thôi mà, mình nuôi theo kiểu cắt giật mà,
thì mình chỉ nuôi như này thì cần nhiều mầm như này thì nó rất là nhanh to cái cành này.